Rồi xong. Lộn đường. Nảy xuống mấy cái cầu xe mình cứ khụp khụp. Chắc chán cổ vấn đề luôn rồi. Bạn mình nó chạy mất tích lên em ơi. Dí không kịp nữa luôn. Thôi kệ đi, mình cũng có Google Map mà. Chứ không có nên ráng bu theo nha. Wow, cánh đồng lúa nè. Đã chưa, đã chưa. Hello, hello. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh vlog của mình. Mình là Tích Travel đây. Yeah. Hôm nay mình hơi nhiều năng lượng anh em ơi. Và hôm nay mình có một chuyến tour nữa. Đi tour sáng sớm nha. Bây giờ là tầm gần 4 giờ. Tại vì tối hôm qua mình ngủ được đó các bạn. 10 giờ mình ngủ rồi. Nên hôm nay mình đủ năng lượng chạy xe. Là đủ năng lượng tích cực để quay video gửi đến mọi người ha. Thì ở chuyến này mình sẽ đi một chuyến tour, một cái cung mà từ trước đến giờ mọi người xem kênh Tích Travel Vlog chưa bao giờ thấy mình đi. Đó là mình sẽ đi miền Tây nha. Theo lời yêu cầu của rất là nhiều bạn luôn kêu mình đi miền Tây. Thì hôm nay mình sẽ đi miền Tây chơi nha các bạn ơi. Đi tầm 3-4-5 ngày vậy luôn, chơi cho nó đã rồi về. Thì ở chuyến đi hôm nay không phải mình đi một mình đâu nha, mà mình đi hai người nhưng mà hai xe nha. Mình sẽ đi cùng với một đứa bạn đã xuất hiện trên video trong kênh mình rất là nhiều lần rồi. Đó là thằng bạn chạy chiếc Vario màu hồng. Nam tính nha. Ở đây là chỗ người ta tập kết họ đi xe về quê. Thì hai thằng mình sẽ đi một chuyến, đó là miền Tây và nơi đến là Hòn Sơn, Lại Sơn, Kiên Giang nha. Tụi mình hẹn nhau gặp ở đây nè, còn không biết nó ra chưa nữa. Chắc chưa rồi. Để mình lấy điện thoại mình gọi cho nó. Dừng đây đi. Gọi không bắt máy các bạn ơi. Đừng nói ngủ quên nhau. Ở đây mình có đem cho nó cái nón mượn nè. Anh em đi tour mình không có nón, mình đem nón cho mượn luôn nha. Tình hình đang rất là căng thẳng anh em ơi. Mình gọi cho ông bạn mình không có được. Mình có đem nón, đem bộ đàm chuẩn bị rồi cho nó. Anh em mình hẹn là 3 giờ mấy là đứng ở đây rồi. Mà sao mình tới lại không thấy nó, mình gọi cho nó cũng không có được nữa. Bây giờ mình đứng đây có mình à. Không biết sao đây, để mình đợi em xíu nữa mình gọi cho nó thử coi. Này thường nó đâu có bị sai giờ đâu ta. Biết này có vấn đề gì không nữa. Tình hình là 4 giờ hơn rồi các bạn ơi. Mình đã đợi nó hơn 20 phút rồi. Nhưng mà vẫn không liên lạc được với nó luôn, mình gọi rất là nhiều rồi. Ơi, sau này bể kèo dữ ta. Kiểu này chắc mình phải tìm đường vào nhà nó, mình coi nó có ngủ quên không các bạn ơi. Chứ mình gọi nó rất là nhiều rồi, không có được. Tình hình là bây giờ đường xá làm lại quá rồi các bạn ơi. Mình không nhớ được cái hẻm vào cái nhà của thằng bạn mình nữa. Thôi để tránh làm mất thời gian và tránh làm mất cái năng lượng tích cực đang có trong người mình thì mình nghĩ
À, mình nên đi luôn anh em ơi, mình sẽ chuyến luôn nha. Còn mà nếu đến trời sáng mà nó, ví dụ nó có ngủ quên thiệt á, nó có dậy á, thì nó sẽ gọi cho mình, thì mình sẽ gửi map cho nó dí theo mình. Còn mà nếu mà nó không đi được, mình sẽ độc hành chuyến này luôn. Ok, chờ tới luôn anh em. Miền Trung độc hành được mà, thì miền Tây chỉ là 1/3 đoạn đường miền Trung thôi, có gì đâu, quất luôn, độc hành luôn. Chứ bây giờ không liên lạc được với nó, tìm không ra nhà thì biết làm gì nữa hả anh em. Không thể nào mà đứng đợi tới sáng được, cái này là rất là không thể rồi. Nên mình sẽ chiến luôn, bây giờ mình cứ chạy đi, rồi đến khi mà trời sáng á, mà nó mà có ngủ dậy hay gì á, thì nó gọi cho mình sẽ chấm map cho nó dí theo mình chạy tàn tàn hoặc mình đợi nó. Còn bây giờ thì mình đi luôn. Nói chung trước mắt mình đã chuẩn bị tâm thế là chuyến này có thể là mình chơi độc hành rồi. Lịch trình hoặc những cái kế hoạch mình ra thì mình vẫn làm thôi. Chứ mà bây giờ mà đứng đợi nó tới sáng nó vẫn không gọi, hoặc là tới sáng nó gọi nó báo nó có việc gì nó không đi được, thì mất tiêu đi mấy tiếng đứng đợi đúng không các bạn? Thôi đi nha, các bạn cùng đồng hành với mình nha. Chứ thằng bạn mình là nó ngủ quên rồi đó, mình nghĩ là như vậy. Hôm qua thấy đăng story chuẩn bị để đi rồi, sáng nó đi rồi mà sao giờ này gọi không có được. Thôi bây giờ let's go thôi các bạn ơi, có nhiều chơi nhiều, có mình chơi mình. Ok, đôi khi trong những chuyến đi sẽ có những vấn đề phát sinh mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy nên hãy luôn giữ cho mình một tinh thần lạc quan, vui vẻ. Đừng cáu giận để gây ảnh hưởng đến cả chuyến đi nhé các bạn. Mọi chuyện rồi cũng sẽ có hướng giải quyết, không theo hướng này thì theo hướng khác. Đây là vòng xoay Võ Nguyên Giáp này các bạn. Các bạn đi thẳng á, thì sẽ lên trung tâm Biên Hòa. Các bạn quẹo phải á, sẽ đi hướng Trảng Bom và đi ra Dầu Dây ha. Còn mình đoạn này thì mình quẹo trái lên sẽ ra ngã tư Vũng Tàu. Thì chuyến này đi mình cũng không có biết đường đâu các bạn ơi, lần đầu tiên đi mà, nên mình đi theo Google Map thôi. Cái khúc này các bạn cứ nhường xe đi nha, mấy cái bùng binh này nè, xe người ta chạy nguy hiểm lắm, đừng có ráng vượt hay gì làm gì, cứ nhường người ta chạy đi rồi mình chạy sau cũng được. Tới ngã tư Vũng Tàu rồi nha các bạn. Để mình qua mình đổ đầy bình xăng đi. Tính gì thì tính. Ở cái chỗ này nó cũng qua đường rồi lộn xộn lắm các bạn. Mình không thấy đèn giao thông hay gì hết, người ta chạy thì chạy thôi, hơi nguy hiểm. Đây chắc lần đầu tiên mà mình đi khung giờ sáng sớm mà đi hướng này luôn các bạn. Thường mình đi đường này lên đây là mình chỉ đi lên Bình Dương hoặc là Sài Gòn, mình đi buổi trưa buổi chiều không mà ít khi đi sáng sớm, chưa bao giờ đi sáng sớm vậy luôn nhé, quên bật đèn. Mình vào cây xăng hay vào quán hay vào bất kỳ đâu á, mình thường tắt đèn các bạn, rồi cái lúc đi ra cái quên bật đèn luôn. Cái hướng mình đang đi ở đây là đường hướng ngã ba Tân Vạn, quẹo vào đây là đi Bình Dương nè, mọi lần mình hay quẹo vào đây là đi Bình Dương á.
Hiện tại là hơn 5 giờ rồi các bạn, và mình đang ở địa phận của Bình Dương, ở đoạn là phường Tân Nông Hiệp nè. Bật mí cho một số bạn chưa biết thì nhiều bạn nghĩ mình là ở Đồng Nai rồi đúng không? Nhưng thực ra hộ khẩu mình là ở Bình Dương nha các bạn. Bạn nào mà xem mình từ xưa á, mình có chiếc ad thì mọi người sẽ biết ad của mình biển số 61 á. Hình như đây là ngã tư 550 nha các bạn. Ồ, xây cái gì đây nè. Ngày trước là tới đó sẽ đi thẳng được, nay phải lên đây vòng lại. Ở đây khu công nghiệp đồ, công ty đồ nhiều quá. Sáng người ta bán đồ ăn sáng, chạy ngang nghe mùi thơm là thơm đói bụng luôn các bạn. Về miền Tây thì ngày xưa mình đã từng đi rất là nhiều, nhưng mà mình đi bằng xe tải các bạn ơi. Mình đi theo xe tải của ông anh mình đi giao hàng khắp nơi á. Rồi nói về xe máy thì mình chỉ có một chuyến là mình chạy Long An bằng chiếc Winner này luôn. Lúc đó mình mới mua chiếc Winner này 200 cây là mình chạy chuyến Long An rồi. Nên cũng khá là lâu rồi. Và lúc đó với mình, miền Tây những cung đường nó quá nhiều cây cầu nhỏ và nhiều hố gà, đường xấu là xấu luôn. Nên mình rất ngán, mỗi lần mà nghĩ đến tour miền Tây mình rất là ngán các bạn ơi. Nhưng mà giờ gần đây mình nghe các bạn comment nói là đường miền Tây này đẹp rồi, thì hy vọng cũng sẽ đẹp rồi. Và khi mình đi mình sẽ có gì đó thích thú để mình thực hiện được nhiều chuyến ở miền Tây hơn, quay cho các bạn cùng xem ha. Với là đi từ từ cho nó quen đường nữa. Nếu mà bạn nào mà để ý á, đường mà quen á sẽ thấy gần, mà đường mà lạ sẽ thấy xa. Ví dụ như mình đi Đà Lạt nhiều đi, từ nhà mình lên đó khoảng gần 300 cây, mình đi nhiều quá rồi nên bây giờ mình đi mình thấy rất là bình thường, rất là gần các bạn ơi. Còn mà như miền Tây, chuyến này mình đi xuống Rạch Giá, Kiên Giang là tầm 280 cây, 280 cây, nhưng mà mình chưa đi bao giờ, mình cảm giác nó sẽ xa. Mình chạy sáng giờ mới tầm chưa được 50 cây nữa các bạn. Hình như bạn mình nó gọi các bạn ơi. Ngủ quên à? Ừ. Tao chạy rồi, để tao ghim map rồi mày dí theo nha, tao chạy tàn tàn. Chạy lúc 2 giờ rồi mà tự nhiên cái xong rồi đợi thiếu nữa cái xong rồi quên mẹ luôn. Ok. Tới đâu rồi? Tao tới Bình Dương rồi. Biết ngay anh ngủ quên các bạn ơi. Thì mình gửi định vị cho đứa bạn của mình rồi, và kêu nó tải thêm cái app Zenly để định vị được nhau. Thì mình cứ chạy tầm 30 phút mình sẽ gửi cái định vị cho nó, hoặc 1 tiếng gì đó gửi cái định vị cho nó. Rồi mình chạy tàn tàn, hoặc là lát nữa mình sẽ kiếm đâu ăn sáng uống nước, mình nghỉ ngơi, mình đợi nó luôn. Từ đó lên đây chắc tầm 1 tiếng, tiếng hơn. Ngày xưa các bạn, tính của mình cọc lắm, rất là cọc luôn. Nhưng mà từ ngày mà mình bắt đầu đi độc hành á, mình cảm nhận được bản thân nhiều hơn và mình thấy mình điềm tĩnh hơn các bạn. Thường mà như ngày xưa mà bạn mình mà đứa nào tới trễ thôi, chứ chưa có nói là cái kiểu ngủ quên mà để bể kèo bắt mình đợi rồi đi mình kiểu này là
mình chửi tan nát luôn. Nhưng mà từ ngày đi độc hành rồi cái mình thấy tính tình của mình nó điềm tĩnh hơn, suy nghĩ nó thoải mái hơn, không có gì mà phải gắt gao cả. Thì đó, như các bạn có thể thấy thấy không, thì mình nghĩ nó ngủ quên thì mình cứ đi thôi, còn nó dậy thì nó gọi mình, gửi map cho nó chạy theo, cứ nói nó chạy từ từ thôi, không có cần gấp. Tại vì lịch trình hôm nay mình đến cũng đi chơi một ngày ở đây, ngày mai mình mới ra đảo các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ ở Rạch Giá chơi một đêm nha, ngày mai mới bắt đầu ra đảo Hòn Sơn, nên cũng không có gấp để phải bắt nó dí theo đâu. Mình cứ cũng đi tàn tàn mà đâu có chạy nhanh đâu. Rồi lát nữa mình ghé quán ăn quán uống gì đó, mình vừa ăn vừa nghỉ ngơi, đợi nó từ từ cũng được, không có gì hết. Nói chung các bạn luôn giữ cho bản thân và cái đầu của mình một trạng thái thoải mái và lạc quan nhất trong một chuyến đi. Chứ đi chơi mà cứ bực 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 mình thì còn gì đâu mà vui, đúng không các bạn? Nói chung là nhờ những hành trình, những chuyến đi mà bản thân mình đang dần khắc phục được những cái mà mình tự ghét bản thân mình luôn các bạn. Mình rất là nóng tính, mình rất là cọc, và mình không thích cái tính này xíu nào cả. Vì cái tính này mà nó đã làm cho mình mất rất rất là nhiều mối quan hệ thân thiết trong xã hội luôn. Đến bây giờ thì mình cảm thấy mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn với mình, và mình bắt đầu khắc phục được. Wow, bình minh kìa. Đi hướng này thì không quay được bình minh ha. Bởi vậy mình không có ý định hay là không có thúc đẩy các bạn nên đi độc hành, nhưng mà nếu được các bạn nên thử đi một chuyến độc hành đi, rồi về cảm nhận bản thân mình sẽ rất rất là ok á. Chuyến đi lần này tự nhiên mình cảm thấy nó hào hứng sao các bạn, cảm thấy nó vui vui sao. Chắc có thể là do mình được khám phá một vùng đất mới, vượt ra khỏi cái hàng rào an toàn những nơi mình từng đi qua. Phải nói là rất rất là lâu rồi, mình chỉ đi trong phạm vi từ Đồng Nai trở ra miền Trung, chứ không có đi từ Đồng Nai mà xuống hướng miền Tây các bạn. Nay có dịp đi, có cơ hội đi, rất rất là vui và rất rất là hào hứng luôn. Đang suy nghĩ trong đầu dưới đó có những cảnh đẹp như thế nào, rồi đi dọc đường sẽ quay, sẽ nói gì với các bạn. Hy vọng sẽ có những thứ đẹp, những thứ thú vị để mình quay và mình chia sẻ cho các bạn cùng xem ha. Và đặc biệt ở trong kênh của mình rất rất là nhiều khán giả ở miền Tây luôn á. Rất rất là nhiều những người anh em ủng hộ mình ở miền Tây luôn. Để coi chuyến này mà ổn đi, mình về mà còn sức khỏe, mình làm phát xuống Cà Mau luôn anh em. Lỡ đi miền Tây rồi chạy cho hết luôn, chạy cho nó đã cái mông luôn. Chứ về chi, đúng không? Đi từ Kiên Giang qua Cà Mau chút xíu nữa chứ mấy, rồi chạy về. Anh em ủng hộ mình thì cho mình xin một nút like, một đăng ký kênh, một comment bên dưới nha. Hiện tại mình đang ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Hóc Môn xong hình như là đến Bến Lức Long An thì phải. Tại vì nãy mình thấy cái bảng nó chỉ là đi thẳng là đến Bến Lức Long An. Mà đúng rồi, hình như Hóc Môn cũng là cuối cuối của Sài Gòn rồi mà đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh rồi mà. Ở ngoài này mình nhìn cũng hơi vắng vẻ, không có nhộn nhịp. Cái đoạn đường chỗ này mình chạy này các bạn, nó không được đẹp, đường hơi xấu. Và đặc biệt là ở đây nãy mình chạy mình gặp nhiều người chạy xe nhưng mà hình như bị thất tình hay sao các bạn, chạy suy nghĩ cái gì á, không quan tâm bên ngoài gì hết, qua đường đâm từ trong hẻm ra mà đâm thẳng cái một đường qua bên kia luôn,
rất rất là nguy hiểm. Mình ví dụ như mình còn né được, ví dụ chạy nhanh như vậy thì xe tải hay gì mà nó bang lên nó không thắng kịp là mệt mỏi á. Chắc mình ghé đâu ăn các bạn ơi, chạy mà nghe mùi thơm đói bụng quá luôn rồi. Cái con đường này là bán đồ ăn sáng rất là nhiều nè, nhưng mà đa số đồ mang đi. Để mình tìm một cái quán nào mà ngồi được á, mình vào mình ngồi mình ăn ha. Để qua đi ăn cơm các bạn ơi. Ghé vào đây làm dĩa cơm ăn sáng cho chắc bụng các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn không? Canh thì nóng hổi bốc khói, miếng thịt thì to đùng nha. Phần này có giá là 25 cành. Ăn xong rồi nha các bạn ơi. Thì lúc nãy ăn gặp cái anh chủ quán, anh rất là dễ thương. Anh hỏi mà làm YouTube hả, rồi tôi cho quán anh lên YouTube với. Thì mình xem quán không có địa chỉ nhưng nó gần cái chỗ này nè các bạn. Ấp mới 2 Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Ủa, đây tới Long An rồi hả? Thì bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Có gì lát nữa ghé làm ly cà phê nữa. Cứ đi tàn tàn đợi bạn mình thôi, không có gấp. Wow, bắt đầu thấy sông nước rồi nha các bạn. Miền Tây phong cảnh hữu tình. Đây trồng dừa quá chừng nè. Đến hiện tại mình chạy trên đoạn đường này thì mình thấy đường cũng đang là khá đẹp nha các bạn. Chấp nhận được, không có xấu như ngày xưa mình đi. Còn lát nữa thì mình chưa biết ha. Ở đây mình thấy mọi người chạy rất rất là đúng tốc độ luôn á. Không biết là có phải do có công an hay gì không, nhưng mà mọi người chạy xe rất là chậm rãi luôn. Ok. Đến khu vực này người ta bán khóm nhiều lắm này các bạn. Bên phải mình nè, đó. Các bạn thấy không? Những vườn khóm không á. Đây nè, người ta trồng vườn. Ở giữa là một cái rãnh nước ha. Đó. Chất đóng luôn nè. Dưới này thì khóm, dừa. Đó, những cái cây mà trồng khá nhiều. Chạy dọc đường là các bạn tha hồ mà thấy luôn. Nói chung các bạn không cần tìm hiểu nữa. Các bạn đi khám phá, đi du lịch giống mình đi. Là đi dọc đường các bạn sẽ thấy, rồi từ từ các bạn cũng sẽ biết à. Là ở đó nó thường nó đặc sản gì, nó có cái gì. Khi các bạn đi ngang qua thấy nó bán nhiều là các bạn biết ở đó là nó đang là cái xứ của cái món đó ha. Vào quán võng các bạn ơi, nằm đợi bạn mình tới luôn. Chở cái nón cho nó nè. Mình gọi lon bò cụm nha các bạn, nằm đây sát đường luôn, để thằng bạn mình có chạy qua nếu có lố thì mình còn kêu nó được. Ở đây quán này không gian khá là rộng nha các bạn, mát lắm. Years later. Thanh niên ngủ quên. Chạy nhà mày mà đâu nhớ cái hẻm nào đâu.
nó chạy vô rồi chứ mình đi tìm hẻm không ra. Đây thanh niên cày cú thiệt. Mình nằm mình ngủ được giấc nữa các bạn ơi, giờ thì đi thôi. Đó. Cái gì? Đây cái nhà trí không? Ờ, cái cầu đã ha. Let's go, let's go. Bắt đầu đến đây là có nhiều cây cầu này các bạn. Nhiều bạn nói đường đẹp rồi chứ mình đi mình thấy vẫn còn xấu nha. Còn chấp vá nhiều lắm các bạn ơi. Đường hình như có hố gà xong người ta chấp vá lại thôi chứ không có làm mới. Nên chạy cứ tưng riết à. Được cái là sau này miền Tây cao tốc đồ đẩy mạnh, đẩy nhiều nên xe hơi xe đồ chạy cao tốc là nhiều, đỡ đi mấy cái đường này nó hư đường. Cây cầu này các bạn. Cây cầu mini. Ở trên mình làm gì có cây cầu này giống vậy đúng không? Cầu này là ô tô né nhau. Rồi xong. Lộn đường. Dưới chân cầu đây hoành lại xuống được nè. Có đi thẳng hay có đi được không? Ồ, đây rêu rong nuôi cá quá chừng. Bị lạc đường rồi các bạn ơi. Google Maps nó dẫn sao quẹo trong này không đi quốc lộ nữa rồi. Mà chạy hoài lên cầu xuống cầu không à. Bên này là con sông. Chạy nãy giờ không biết chạy đúng không nữa, chạy hồi bắt hoành ngược lại chứ. Không biết sao luôn á. Nãy nó chạy qua mấy cây cầu ghê lắm. Cái cầu chỉ có một cái đường vậy thôi, hai bên không có gì trắng hết. Rất mà xỉn, chạy về lọt cái bánh xuống là toang luôn. Ủa cái cầu nè. Ui, phiêu thế. Theo Google Maps đang nói là mình còn chạy cái đường này hơn 10 cây nữa các bạn ơi. Chạy cứ như là trốn công an á. Ui cái cầu nè. Có vẻ ra được khỏi cái hẻm này rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn chưa ra quốc lộ hay sao á. Ơi đúng là đi lần đầu không có kinh nghiệm gì hết.
ra ngoài quốc lộ đi. Bạn mình nó hỏi có muốn đi đường trong này tiếp không hay ra quốc lộ. Mình kêu thôi ra quốc lộ đi, đi trong này ghê quá. Nãy xuống mấy cái cầu xe mình cứ cụp cụp, chắc chán cổ vấn đề luôn rồi. Ra lại quốc lộ nha các bạn ơi. Đoạn này là có đồng lúa rồi nè, hồ sen kìa, thấy không? Ở miền Tây thì ruộng lúa cũng rất rất là nhiều, nhưng mà nhìn giữa miền Tây và miền Trung nó sẽ có hai cái khác biệt rõ ràng, đó là miền Trung thì cái background nó sẽ có đồi núi nhiều hơn, còn ở miền Tây thì sẽ là những cái rừng tràm thì phải, đó những cái cây tràm giống vậy nè. Để mình vượt cái xe này nè. Ơi, nhà đường tưng quá. Mình không biết hiện tại mình đang chạy ở địa phận tỉnh nào nữa. Chạy nãy giờ, chạy sáng giờ rồi. Chắc còn ở Long An quá. Ý à, đường xấu quá các bạn ơi. Vẫn xấu y như ngày xưa nha. Chạy này dễ bị đau lưng lắm, tưng nhiều quá. Mình thì cái lưng nó bị yếu nữa, dễ đau lưng lắm. Kiểu này chắc phải mua salon bát dán lên. Bạn mình nó chạy mất tích lên em ơi. Dí không kịp nữa luôn. Thôi kệ đi, mình cũng có Google Map mà. Chứ không có nên ráng bu theo nha. Wow, cánh đồng lúa nè. Đã chưa, đã chưa. Mình thì được cái mình thích nhìn ngắm ruộng đồng các bạn ơi, nên mong quát ngát nhìn nó bình yên thế nào á. Bây giờ là 10:40 rồi, nhưng mà đoạn này nó dịu nắng, này nó không có nắng lắm. Chắc tầm 11:30-12 giờ tụi mình sẽ ăn cơm. Qua wow, đây một cái cầu nữa nè, cầu kênh 6000. Về miền Tây thì tha hồ mà đi cầu nha các bạn. Đi cầu, cầu này chứ không phải cầu kia đâu nha. Đừng có nghĩ lộn. Chạy một xí là có, chạy xí là có à. Còn đường thì vẫn xấu, không đẹp. Vẫn y như hồi đó mình đi. Thiệt chứ, làm mô tô vlog mà đi miền Tây thực sự mình không biết nói gì với anh em ơi. Vượt cái xe này đã. Tại vì ví dụ như mình đi hướng ra miền Trung hoặc lên Tây Nguyên á, thì nó có những con đèo mình còn chia sẻ cho anh em được. Còn đi xuống đây đường đoạn nào cũng như nhau, ruộng lúa rồi lên những cây cầu, xuống những cây cầu, chứ nó không có gì để mình biết chia sẻ với anh em hết á. Nội dung thì nó chỉ gồm là đường xấu nè, cầu nhiều nè, chạy đó, đường xấu lắm, ở ngoài đường xấu lắm các bạn ơi. Hố gà nhỏ nhỏ rồi đường chấp vá. Ơi, Đồng Tháp nè, Đồng Tháp 10 cò bay thẳng cánh. Vậy là hết Long An rồi, tới Đồng Tháp rồi. Đồng Tháp hình như là
66 đúng không? Mình có book một cái phòng cũng tạm được các bạn ơi. Đợi tới nơi mình sẽ review cho các bạn cùng xem. Tại vì chỉ ở một đêm thôi. Rồi rồi ra ngoài Hồng Sơn rồi. Chủ yếu là phòng sạch sẽ là được, chứ đâu có cần gì hơn đâu. Ở trong cái video mà mình đi Đà Lạt, ba đứa bạn á, thằng bạn mình buồn thất tình đi á, thì cũng có thằng bạn này luôn. Nhiều người vô comment hỏi là tại sao đi mà mặc quần cọc, áo thun thế này thế kia được, vậy cũng được, cũng hay. Thì thật ra thì mỗi người có một cái sở thích mà các bạn. Nhưng nó thì nó thích thoải mái như vậy, nó đâu có sợ đen hay gì đâu. Các bạn có thấy tay ba lô không? Đó, nếu các bạn mà để ý sẽ thấy rất là nhiều ông tây là mặc áo thun cọc tay nè, rồi quần đùi xà lõn nè, nó đội nón rồi đeo ba lô chạy trên con mấy chiếc Win đó, Win 100 đồ, chạy rong đuổi khắp Việt Nam, nó có gì đâu. Thì đây thằng bạn mình nó cũng giống như là tay ba lô vậy, mà đó là người Việt anh gọi là ta ba lô đúng không? Miễn sao thoải mái an toàn là được. Mặc cái quần dài giống mình và mặc cái quần cọc giống bạn mình thì nó cũng so về độ an toàn bảo vệ tính mạng nó cũng không có hơn nhau bao nhiêu đâu các bạn. Trừ khi các bạn mặc giáp á, thì ok, nó sẽ bảo vệ được nhiều hơn. Mà nói chung chạy tốc độ trong kiểm soát, mọi thứ ok là được. Hiện tại thì cũng chưa rồi các bạn ơi. Tụi mình đang cách cầu Vàm Cống 13 cây. Bây giờ là cũng hơi mệt, nắng quá các bạn, chạy không nổi luôn. Nắng rất là gắt, nắng như ở Ninh Thuận luôn á. Thì tụi mình sẽ chạy tìm cái quán cơm nào đó hay quán gì đó vào ăn, để uống nước nghỉ ngơi một xí qua cái giờ cao điểm này. Bây giờ là 11 giờ mấy, 12 giờ rồi. Cái giờ này là nắng trên đỉnh đầu á, không nên chạy ha, mệt lắm. Ở đây hình như lúa họ trồng theo từng khu á các bạn ơi, và từng nhiều giai đoạn khác nhau hay sao á. Ở ngoài kia thì mình thấy có chỗ nó còn non, còn xanh lắm. Vào đây thì nó vàng khè rồi nè. Còn có chỗ hình như người ta gặt xong người ta cấy lên luôn rồi. Cùng một chỗ, một khu vực mà nhiều thời điểm khác nhau quá ha. Ui, con vịt sao nó hồng vậy? Các bạn thấy không ta? Nè, con vịt màu hồng, hay là người ta nhuộm lên ta? Cái này vịt trắng bình thường nè, chắc là người ta nhuộm lên để phân biệt hay sao á, chứ làm gì có con vịt nào màu hồng. Đẹp ghê. Lúc nãy ở trong video mình có nói là đi miền Tây không biết chia sẻ các bạn cái điều gì hết. Ví dụ như đi những hướng miền Trung thì có đèo, còn miền Tây không có gì hết, thì cho mình xin phép được rút lại câu nói nha. Đây miền Tây có những cây cầu quá đỉnh cao luôn các bạn, to, đẹp. Đó, như trước mặt các bạn có thể thấy nè, cầu Vàm Cống. Đi qua cầu Vàm Cống là đến hướng Cần Thơ. Đây cầu Vàm Cống, km 49, quốc lộ 2B. Lên cầu nào. Cái này mà mình đầu tư được con cam 360 các bạn gắn ở đây nè, nó quay được thêm những cảnh thì chắc đẹp lắm. Thì mình cũng sẽ cố gắng làm việc. Có dư thì mình sẽ đầu tư lên con camera 360, dư nữa thì mình sẽ lên con Flycam. Thực ra trước mắt mình thích con Flycam các bạn. Con Flycam và con 360 nó bằng giá nhau, nhưng mà con Flycam hiện tại nó đang chiếm diện tích, và mỗi lần bay á phải mở ra mở vào setup rất là tốn thời gian. Còn mình thì mình đang cần mì ăn liền, để đến một khi mà kênh phát triển ổn định á, có thể mình sẽ tìm thêm một người bạn đồng hành chuyên đi với mình để làm camera, quay những thước phim đẹp hơn.
Chứ bây giờ mà ví dụ như chạy lên kênh cầu mà trưa nắng vậy mà móc con flycam ra bay, nó rất rất là tốn thời gian luôn á. Và mệt nữa. Tại vì mình luôn cột ba lô gọn gàng nhất, muốn lấy ra phải móc ra móc vô. Còn con 360 thì bấm cái nó quay rồi, mình có thể quay được góc ngược lại với mình nè, góc trước, góc bên phải, góc bên trái, rồi góc hình tròn, nói chung là nhiều góc lắm. Thì mình sẽ đầu tư trước con 360, nhưng mà khi nào thì mình chưa biết. Phải đợi có đủ tiền đã. Vào ăn cơm các bạn ơi. Kinh nghiệm ăn của mình là sẽ ghé mấy quán mà có mấy anh xe tải đông đông hay ăn á. Ở đây chạy thấy quán này ok nè, nên mình ghé vào ăn luôn. Mình có gọi một dĩa thịt kho, một rau muống xào tỏi, thố cơm to và một nồi canh chua cá lóc. Về miền Tây thì mình khoái ăn canh chua lắm các bạn ơi. Bên này có một rổ rau đi kèm nè. Đã chưa? Mời các bạn ăn nha. Ăn xong rồi các bạn ơi, để mình bấm sạc cái cục pin cái. Bây giờ sẽ đi tiếp. Còn có 60 cây nữa à. Đến đây quẹo phát ra quốc lộ 80 là chạy thẳng tới Rạch Giá luôn các bạn. Lâu lắm rồi mới được ăn hương vị đúng miền Tây. Ngon, mình thích ăn hương vị miền Tây. Nhưng mà nhiều người sẽ không thích nha. Tại vì miền Tây sẽ ăn ngọt ngọt hơn những nơi khác. Mình thì thích ăn ngọt. Ăn 3 món hết có 150 à. Tính ra một người 75.000 thì cũng đâu có đắt đâu các bạn. Các bạn ăn một dĩa cơm thế này kia cũng 30-35 rồi. Đây bỏ 75.000 ăn được 3 món luôn. Nói chung ok á. Rồi bây giờ sẽ rẽ trái vào đây nè, là ra quốc lộ 80 các bạn. Là cái đường này đường quốc lộ 80 nè. Đi thẳng một mạch nữa thôi là sẽ tới Rạch Giá luôn. Mình thích mà đi quốc lộ cứ thẳng như này các bạn ơi. Chứ mà đi nhiều nơi Google Maps nó chỉ vòng vèo như lúc sáng mình đi là ngán lắm. Ui, hiện tại mình đang ở Cần Thơ hả ta? Ở đây mình đang chạy, mình thấy trên các bảng hiệu là ghi thành phố Cần Thơ nè. Xã Vĩnh Chinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Đi ở hướng miền Tây này chắc do nhiều đường hay sao á, chứ nó không có như miền Trung là không thấy được nhiều cái bảng ranh giới địa phận á các bạn, nên không có dừng lại check in được. Còn thường đi miền Trung là đi quốc lộ 1A, một đường thẳng á, nó sẽ dễ có ranh giới hơn. Có những cái bảng cấm là đứng lại chụp hình ranh giới tỉnh này tỉnh kia được. Còn miền Tây thì sáng giờ mình chỉ thấy được một cái bảng là ranh giới Đồng Tháp thôi. Ở cái đoạn này nè các bạn, cái phía bên tay phải mình nè, những cái nhà từ nhà xây cho tới nhà tiền chế luôn á, là mình thấy đều là ở dưới là cái móng là những cái cột rồi cắm thẳng trên sông chứ không có đất nha. Đó như đây nè, có những cái cột nhà giống như nhà trên sông vậy á. Chứ không phải là nhà trên mặt đất nữa, rất là nhiều luôn á. Nói chung người ta xây cũng hay quá ha. Hiện tại thì mình đã đến được địa phận của Kiên Giang nha. Bây giờ là mình đang ở Châu Thành. Chạy thẳng nữa thì sẽ xuống Rạch Giá. Nói chung ở đây những cái tỉnh nó san sát nhau, cũng không có dài lắm. Không có dài như ở miền Trung ha.
Sao nháy đèn dữ vậy? Sáng giờ mình đi thì không có gặp chốt công an, và cũng hy vọng là sẽ không có gặp luôn nha. Chứ không mong được gặp mấy ảnh làm gì đâu. Rạch giá, nếu không nhầm thì ở đây được gọi là cổng Tam Quan nha các bạn ơi. Cổng Tam Quan, ba cái cổng nè. Mình nhớ ở Ninh Bình hình như cũng có một cái cổng giống giống vậy nhưng bự hơn thì phải. Bây giờ thì mình tranh thủ mình chạy đến khách sạn nhận phòng, tắm rửa cái cho mát, rồi sẽ đi chơi ở Rạch Giá, quay cho mọi người cùng xem. Ở đây là Rạch Giá rồi nè, thành phố Rạch Giá, Nguyễn Trung Trực. Tới rồi. Ồ, cái xe màu hồng kìa. Bạn mày kìa. Đây. Dạ có. Đúng rồi. Ok. 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 Một không. Bỏ giày đây nè, rồi lấy dép đó mang lầu. Xanh lá, xa lắm. Một tím màu hồng kìa. Rồi, ok, hello các bạn, thì mình đã đến phòng nha. Mình sẽ quay sơ cái phòng mình book ở Rạch Giá cho các bạn cùng xem. Phòng này là 2 giường và giá là 300.000 nha. Thông tin khách sạn mình sẽ ghi ở cái góc màn hình cho các bạn ha. Đầu tiên bước vào đây là toilet nè. Đây. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Đầy đủ như mọi nơi. Gương. Rồi, phía ngoài này là ở đây có một cái kệ đựng đồ nha, treo đồ rồi nè. Phía bên này là giường, đúng là thành phố biển luôn, trang trí nè, cá đồ như ở biển ha. Bên này có một cái bàn giống như bàn trang điểm vậy đó, máy lạnh, tivi thì như mọi khách sạn thôi. Ở ngoài là view ra cái nóc nhà người ta, ra cái cây nha. Phía bên này cũng vậy luôn. Đây, view ra phía bên kia, hơi chói các bạn thông cảm. Rồi, ok, quay sơ như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video đến đây nha. Video cũng dài rồi, mình sẽ ngưng video ở đây và rồi video tiếp theo mình sẽ đi ăn chơi ở Rạch Giá như thế nào đó một đêm. Mình sẽ quay riêng cho các bạn cùng xem. Rồi ngày mai mình đi ra ngoài Hòn Sơn, mình sẽ tiếp tục quay một video khác nữa cho các bạn xem. Sẽ rất là hấp dẫn luôn á. Các bạn cùng bấm vào đăng ký kênh để nhận được thông báo mới khi mình ra video nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.